Thưa quý vị, trên thế giới, một năm có 3 ngày lễ Valentine gồm Valentine đỏ 14 tháng 2, Valentine trắng 14 tháng 3 và Valentine đen 14 tháng 4. Trong đó, tại nhiều nước, trong đó có Việt Nam thì ngày Valentine được đặc biệt quan tâm, đi kèm với nhiều hoạt động tôn vinh tình yêu cũng đã diễn ra. Ngày lễ tình nhân được xem là ngày mà cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa và bày tỏ tình yêu của mình đến với nửa kia. Đề cập đến tình yêu thì có thể nói là hiện nay có rất nhiều quan điểm khác nhau về tình yêu trong cuộc sống, đặc biệt là vấn đề liên quan đến việc giữ cho và nhận trong tình yêu. Vậy mối quan hệ giữ cho đi và nhận lại có ý nghĩa như thế nào trong việc giữ gìn một mối quan hệ? Sau đây là phần trình bày của phóng viên Phương Huyền. Xin chào quý vị khán giả, hôm nay là ngày lễ tình nhân 14 tháng 2. Và nếu như mà chúng ta đã biết rằng là vào ngày lễ này thì các cặp đôi thường dành tặng cho nhau những món quà đặc biệt để có thể thể hiện tình yêu của mình. Và việc tặng quà của các cặp đôi trong những ngày lễ đặc biệt như thế này được xem là một cách để họ thể hiện việc là mình cho đi và nhận lại trong tình yêu như thế nào. Tuy nhiên về vấn đề cho và nhận trong tình yêu thì mỗi người lại đưa ra một quan điểm khác nhau. Theo quan điểm của mình, với một người phụ nữ đã lập gia đình và có những đứa con thì người phụ nữ luôn luôn hy sinh và cho đi nhiều hơn trong tình yêu cũng như là trong cuộc sống gia đình. Thì phụ nữ đã có thể hy sinh đi tuổi trẻ, thanh xuân cũng như sức khỏe và dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, cho những đứa con. Theo quan điểm cá nhân của tôi thì phải nam thì chúng ta nên cho đi nhiều hơn, vì bởi vì là phụ nữ họ là rất vất vả trong cuộc sống rồi, thì họ là những phải hiểu. Và chúng ta nên tặng quà và nên nhớ đến những ngày lễ trong năm để mong muốn rằng là dành tặng gì tốt đẹp nhất cho những người phụ nữ của mình. Theo quan điểm của mình thì trong tình yêu thì chúng ta cần có sự bình đẳng. Giữa nam và nữ thì nên có sự sẻ chia, thấu hiểu lẫn nhau trong việc tình cảm hay là bất kỳ một chuyện gì đó trong tình yêu. Vì vậy chúng ta không nên đặt nặng vấn đề cho và nhận. Có thể nói ở mỗi thời điểm, mỗi lứa tuổi khác nhau thì quan điểm về tình yêu cũng sẽ có những khác biệt. Bởi vậy trong cuộc sống luôn xảy ra việc người này cho đi nhiều hơn hay người kia nhận lại nhiều hơn trong tình yêu, dẫn đến sự mất cân bằng giữa việc cho đi và nhận lại. Đã có những sự rạn nứt, nghiêm trọng hơn là nhiều vụ việc đau lòng xảy ra, mà nguyên nhân chính là khi nhu cầu đôi bên không được thỏa mãn. Thưa quý vị, trong tình yêu, phần đông phái yếu đều tự nguyện hạn chế đi những mối quan hệ, thậm chí là cả cơ hội nghề nghiệp để mong có một mối quan hệ trọn vẹn và hạnh phúc. Tuy nhiên, sự hy sinh ấy có thực sự đem lại cho những người đang yêu, cho cuộc sống hôn nhân một kết thúc có hậu? Cho và nhận cũng rất cần có kỹ năng. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với tiến sĩ Dương Thị Thanh Thanh, Phó trưởng khoa tâm lý giáo dục Trường Đại học Vinh về vấn đề này. Thưa bà, ở góc độ tâm lý học thì bà nhìn nhận như thế nào về vấn đề là cho và nhận trong tình yêu nói riêng và cũng như là trong một mối quan hệ nói chung ạ? Trong các mối quan hệ giữa con người với con người, nó có cái sự tương tác, sự tác động qua lại, và sự tác động qua lại đó nó có sự trao và nhận thông tin, trao và nhận cảm xúc, và qua đó thì con người có những cái sự hiểu biết lẫn nhau. Trong tình yêu cũng có sự trao và nhận. Tuy nhiên, cái sự trao và nhận trong tình yêu nó là cái sự trao nhận vô cùng đặc biệt, bởi cái tính thiêng liêng của tình cảm. Sự trao nhận tình cảm nó được biểu hiện bởi những cái sự quan tâm, sự chăm sóc, sự hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ, đồng cảm lẫn nhau. Có nhiều người mặc định là trong tình cảm hôn nhân thì phụ nữ là phải hy sinh, phải cho đi nhiều hơn. Còn đối với xã hội hiện nay thì các bạn trẻ thì lại có suy nghĩ là người nam thì là phải cho đi nhiều hơn. Vậy thì sự mất cân bằng giữa cho và nhận thì sẽ gây nên những hệ lụy như thế nào ạ? Theo quan điểm của tôi thì không nên đặt cái vấn đề về việc là ai sẽ là người hy sinh nhiều hơn trong việc thiết lập hay là xây dựng cái mối quan hệ tình cảm, bởi mỗi người đều góp phần làm nên sự hình thành, sự duy trì, sự phát triển tình cảm. Cho nên là ở đây theo tôi thì cái mà tôi đã từng nhắc đến, cái sự cân bằng, cái sự hài hòa trong cái sự trao nhận, nó là yếu tố
vô cùng quan trọng để làm nên cái sự gắn kết, sự bền vững và sự phát triển trong tình cảm. Vâng, qua chia sẻ vừa rồi của bà thì đây có phải là nguyên nhân dẫn đến những sự việc đau lòng khi mà sự mưu cầu ở đối phương không đạt được như mong muốn không ạ? Khi mà người ta đặt ra một cái kỳ vọng quá lớn và không đạt được thì sẽ dẫn đến cái sự sụp đổ, sự thất vọng. Bên cạnh đó thì người được kỳ vọng thì cũng chịu những cái căng thẳng, những cái áp lực. Và cái điều này nếu nó diễn ra thường xuyên hay là lâu dài thì cái nguy cơ, cái rạn nứt sẽ rất là cao. Vậy thì theo bà thì để cân bằng và hài hòa giữa việc cho và nhận trong tình yêu thì cần phải lưu ý những điều gì ạ? Tôi muốn nhấn mạnh, muốn trọng tâm hai yếu tố. Thứ nhất là cái sự tôn trọng. Cái sự tôn trọng lẫn nhau, đó là yếu tố đầu tiên làm nên sự cân bằng, sự ổn định, sự bền vững. Và yếu tố thứ hai là sự chân thành. Nếu như có được cái sự tôn trọng và sự chân thành thì có thể các cái yếu tố khác nó sẽ hòa quyện vào hai cái yếu tố này để làm nên cái sự bền vững trong tình yêu. Vâng, cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bà. Vâng, có thể nói là bất kỳ mối quan hệ vững chắc nào thì cũng cần sự vun đắp từ hai phía và sự cân bằng giữa cho đi và nhận lại. Tình yêu cũng không ngoại lệ. Vì vậy mà tình yêu dù trong thời đại nào cũng luôn cần sự cảm thông, chia sẻ và trân trọng những gì mà đối phương dành cho mình để cố gắng vươn lên tạo lập và làm chủ cuộc sống thì mới có được mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng tình yêu trong cuộc sống này.